Vậy anh Hải bây giờ cũng lái xe đi ra ngoài cũng chị chứ hay là chở mấy đứa con bé buôn đi học về đâu cô chú anh chị và các bạn à. Hải cũng chở bé buôn đi học về cô chú. Chào anh chị, thì buổi chiều ngày hôm nay anh Hải cũng đi rước mấy con, chị Loan cũng đi đóng phim, còn Miêu Vũ thì bây giờ ở nhà cũng có rất nhiều cô chú anh chị đến đây để mua những mặt hàng đồ ăn vặt cho ủng hộ chị Loan buổi chiều ngày hôm nay của chú anh chị. Nói chung thì hồi sáng chị Hồng Loan và chị Ni cũng đến lúc dưới thổ đất của thẩm định của chị Hồng Loan của chú anh chị của chú Năm Vũ Linh buổi chiều. Ở bên trong là có anh Thành Mỹ nè. Có hai cô này bên ông bồi ở trong là để mua hàng nè. Nghe nha. Anh Hải cũng mới đi đi chở thôi bé Ken và bé King của chú anh chị về chở mấy buôn về đi học về thì đi chở bé Ken bé King thì buổi học có hai cũng có hai cô ngồi đây để mua đồ ủng hộ cho chị Loan với chị phía trong đây cô chú anh chị thì mới mua đồ ủng hộ chị Loan thì shop chị Hồng Loan của chú anh chị đây ngân hàng em mời bên võ thị Hồng Loan 198 và 59 của anh chị cô chú anh chị liên hệ 108-1958-1987 xin thoại chị Loan và 0363-324-687 người chú anh chị để liên hệ để mua hàng ở chị Loan của chú anh chị. Đó, chị Loan bán gầm những mặt hàng nhiều như là cơm trái, rong biển ngư hạt, rong biển chè bạc và chùm rượu, mí sái, những miếng xào của chú anh chị. Tất cả những mặt hàng cơm trái thì chị Loan bán người chú anh chị cần xem để đến đây để ủng hộ. Mua cho chị Loan của anh chị ha. Thì nói chung là anh Nguyên Vũ cũng đáng MV cho chị Hồng Loan của anh chị một cái giây đẹp 8 phút thôi của chú chị, chứ ngoài ra anh Nguyên Vũ cũng đóng nguyên phim thì đôi khi chị Trân Lê cũng lên lên stream nó. Anh Nguyên Vũ thì làm đóng bộ phim cho một đời Hồng Loan mà không nó thông qua của chú anh chị, đôi khi chính người mới ý ai biết được của chú anh chị thì anh Nguyên Vũ con này cũng đến chính nó trước cho biết rồi. Và anh Nguyên Vũ cũng nói là mình là anh làm xong anh mới nó cả nhà. Anh Hải đi chở bé Ken bé King học về cũng khá là lâu nhưng tại bây giờ cũng chưa về, còn em đứng đây để gặp lại cô chú anh chị nó cũng được rất nhiều. Có anh Thành Mỹ và anh kế toán mới của chú chị ở trong con Khoa ở nhà. Những thùng này thùng cơm chảy của chú chị rất là nhiều luôn. Nói chung là món cơm cháy chị Loan bán rất là đọt của chú chị, rất là đắt. Anh cháy hàng hoài của chú chị. Của chú chị mua yến thì liên hệ chú chị yến yến xào 100%. Năm trúng năm chỉ vàng giá nhất, giá hai là một chỉ vàng.
giá 3 là 2 triệu đồng của chú anh chị, và tất cả mọi giải khuyến khích là một hũ thông đồng đại thảo của chú anh chị bạn buổi chiều ngày hôm nay. Đó, mình những thùng miếng ở trong cái thùng đó cô chú anh chị, cô chú anh chị mình ở trong mà shop gì không đoan thì đôi khi cũng trình bày đồ rất nhiều, mà cô chú anh chị mà đến mua đồ đó cả nhà thì mình chọn món đồ nào mình thích thì mình mua cả nhà. Chào hai chị nha. Dạ. Hai chị ở gần đây không? Dạ. Ở nhà bà hả chị? Dạ không. Em là Tinh Ba Miền. Tin tức á, Tinh Ba Miền. Thì nói chung là hai chị đến từng nhà bè rồi chứ, các anh chị cũng đến đây để mua ủng hộ chị Hồng Loan và chị ngày hôm nay. Hai chị đi làm về rồi ghé qua luôn hả hai chị? Rất là quý luôn cô chú anh chị. Và hai chị gái này cũng đang đi làm mà ghé ngang qua mua đồ ủng hộ chị Loan luôn, đó là chị Loan đi đóng phim rồi, đi đóng phim rồi, đóng phim MV á. Dạ, cảm ơn chị nha. Ở phía trong thì có anh Thành Mỹ và anh thôi tiên người miền sẽ kết thúc clip đây cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo ha.